Chào anh chị em và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường của giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, nhà phát minh phương pháp diện chẩn điều khiển liệu pháp. Cuốn sách này là cuốn A6 bằng bàn tay các bạn ạ, đúng như tên gọi của nó là sổ tay tự chữa bệnh thông thường. Vậy thì cái cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường này nó khác gì so với các cuốn khác? Cái cuốn này đặc điểm của nó hay nhất của nó là gì các bạn? Là nó rất ít sử dụng huyệt và như vậy nó rất dễ cho những người mới. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi khám phá xem cái cuốn này có những cái thông tin gì. Đầu tiên, cuốn sách giới thiệu với chúng ta những cái dụng cụ căn bản nhất của diện chẩn, ví dụ cao cúc vàng, salon bát, búa nhỏ, chày dây huyệt, cào lớn và cào hai đầu, giò đinh và giò sừng. Đây đều là những cái dụng cụ căn bản nhất của diện chẩn các bạn ạ. Đấy, đây những cái dụng cụ như thế này. Đó, đều là những dụng cụ mà mình rất là hay dùng trong diện chẩn. Thế này. Rồi tiếp theo, trong cuốn sách này sẽ trình bày cho mình 19 mục, trong đó có 17 bệnh và một số động tác khác nữa. Ví dụ ở đây hướng dẫn chúng ta cách mà chúng ta khắc phục cảm lạnh này, cầm máu này, cơn cao huyết áp này, cơn đau thắt ngực, cơn say rượu, cứng mỏi cổ gáy, đau bụng này, đau thắt lưng này, ngất xỉu, kinh phong này, nhức nửa đầu, nhức răng, say nóng, táo bón, thần kinh tọa, viêm họng. 12 động tác xoa mặt, trà môi, vuốt mũi để ngừa thai, các huyệt trên tay và các huyệt trên chân. Như vậy có 19 mục như vậy và có hướng dẫn về cách mà khắc phục đến 17 cái bệnh khác nhau. Và đặc điểm như mình vừa nói với các bạn là không dùng đến huyệt và rất ít huyệt. Ở đây, ngay cái đầu tiên này hướng dẫn chúng ta là cảm lạnh, cảm cúm là cái bệnh mà chúng ta rất là hay gặp. Thế thì chúng ta sẽ phải làm nào mà không cần dùng huyệt? Thì ở đây có vẽ các vị trí cho chúng ta biết. Ví dụ cách chữa là dùng cơ lăn hay các đầu ngón tay để chấm dầu cù là và xoa nóng và day ấn lên các vùng trên mặt. Dầu cù là chính là cao cúc vàng nhé. Làm một lần ngày 3 lần cho đến khi hết bệnh. Lưu ý để mau khỏi bệnh, bệnh nhân nên cữ nước cam, nước đá, tránh đắm đêm và nên ăn gừng, nghệ và các thức ăn nóng. Như vậy cách chữa thì nó rất là đơn giản thôi. Tác động lên cả một vùng, đồng thời cũng hướng dẫn để chúng ta cách ăn uống và sinh hoạt nữa. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Người ta cứ nghĩ diện chẩn phức tạp lắm là chủ yếu dùng huyệt, nhưng mà không phải. Những cái này đâu có dùng huyệt đâu, đúng nào? Và cái hay của cái cuốn sách này nữa là song ngữ, và chúng ta có thể giới thiệu được cái cuốn sách này đối với người nước ngoài, đúng nào? Đấy, hoàn toàn là song ngữ cả tiếng Anh và tiếng Việt các bạn nhé. Và cuốn này năm 2019 được chỗ thầy Châu và chỗ chị Thảo trong Sài Gòn là có xuất bản lại và cho in lại màu đẹp như thế này. Nó bìa rất là bóng và đẹp, được in màu. Mục thứ hai cầm máu. Cầm máu thì như thế nào? Hướng dẫn đây, chúng ta dùng đầu ngón tay và que giò hay que giò ấn lên bốn cái huyệt này và có vị trí huyệt. Các bạn yên tâm là khi các bạn dùng tay các bạn ấn lên các vị trí này á là kiểu gì cũng trúng, cho nên yên tâm. Và nếu có huyệt thì rất là ít huyệt thôi. Bốn cái huyệt này chúng ta ấn trong cùng một lúc trong vài phút cho đến khi ngưng chảy máu, có thể dán cao ngay sau khi ấn để duy trì kết quả. Lưu ý giải pháp này chỉ dùng cho những trường hợp chảy máu thông thường như đứt tay chân do vật bén nhọn, bể đầu do té ngã, chảy máu cam. Những trường hợp nặng như bị đứt sâu, đứt động mạch, xuất huyết bao tử phải lập tức đến bệnh viện cấp cứu ngay, có thể day ấn các huyệt trên lúc đi đến bệnh viện. Như vậy là cái này giống như một cái kỹ năng sống và kỹ năng sinh tồn, giúp cho chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp cho chúng ta phòng vệ, chứ không phải là chúng ta sẽ dùng những phương pháp này thay thế hoàn toàn các phương pháp khác các bạn nhé. Trong sách này thầy có nói rõ, và những cái này nó giống như những cái mẹo thôi để chúng ta phòng thân. Ví dụ cơn cao huyết áp, đây là một cái mẹo rất là hay của diện chẩn, hay nói là một phác đồ của thầy Bùi Quốc Châu đưa ra. Cái phác đồ này mình đã hướng dẫn cho rất 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 nhiều người đã thực hiện cái bài hạ cơn cao huyết áp này rồi và rất là thành công. Ngay lập tức lúc cao huyết áp, các bạn đo huyết áp, thấy huyết áp cao các bạn lập tức làm theo cái vuốt này, và đồng thời vừa vuốt xong các bạn có thể đo lại ngay lập tức cơn cao huyết áp nó sẽ hạ ngay. Và cái này mình đã chứng nghiệm qua hiệu quả thực tế rồi. Các bạn muốn biết chi tiết thế nào thì các bạn có thể đặt sách trên số điện thoại ở trên màn hình nhé. Đấy, thầy ghi rất là chi tiết và hoàn toàn không dùng đến huyệt. Lúc này mà mình cao huyết áp mà mình phải mò huyệt mình bấm nữa thì thôi rồi, có khi huyết áp lại tăng, tại vì lúc đấy mình cứ phải chăm chăm đi chăm chăm đi tìm huyệt, rất là mất công sức đúng không nào. Đấy, và lúc đó có khi mình chả nhớ huyệt, cơn đau thắt ngực này. Đấy, rồi cơn say rượu, làm nào để qua cơn say rượu để cho mình có thể là mình bạn mình gục trước, mình gục sau, tăng cao lợi thế cạnh tranh đúng không nào.
cái này giảm bớt cơn say rượu nhá. Còn cái bí quyết tuyệt đỉnh ấy, để nhậu mà không say ấy, thì như thế nào các bạn? Tốt nhất là đừng có uống, đúng nào? Và bây giờ uống ra đường là phạt thì cũng hơi bị nặng đấy, đúng nào? Cứng mỏi cổ gáy vai này, có các phác đồ ở đây, rồi có những cái đồ hình ở đây, rồi đau bụng tiêu chảy, cái này hay gặp, chúng ta có các vị trí này, đau thắt lưng, có hình vẽ rất là đẹp và in cán bóng đẹp, ngất xỉu khinh phong, đây là bí quyết để chúng ta cấp cứu cho những người ngất xỉu khinh phong. Các bạn xem chi tiết trong phần này, rồi nhức nửa đầu, chúng ta tác động vào các vị trí này, cái này cũng hay gặp, nhức răng, chúng ta thấy là không hề có huyệt, đúng không nào? Đấy, có một vài cái bộ phác đồ rất ít huyệt thôi, ví dụ xe nóng xe re, các bạn chỉ cần tác động vào đúng hai cái vị trí này là được. Và chúng ta không cần phải chi tiết là lo nghĩ xem mình có cần phải bấm đúng hay không. Các bạn cứ tác động vào cả một cái vùng này, nó đều có tác dụng. Nó có thể to bằng cái đầu ngón tay này các bạn nhé. Các bạn tác động vào cũng có tác dụng. Rồi táo bón vuốt như thế nào, chiêu này mình cũng hướng dẫn nhiều người cũng rất là thành công rồi. Thần kinh tọa, cái này nhiều người gặp. Rồi viêm họng này các bạn này, tác động vào vùng này. Rồi thầy có hướng dẫn chi tiết ở đây. Rồi 12 động tác xoa mặt. Đấy, rồi có hướng dẫn bằng Anh Việt. Trong cuốn sách này có một phần rất là mới, rất là hay, là xoa chân như thế nào để ngủ ngon. Đó. Rồi cái này chà môi vuốt mũi để ngừa thai, cái này là một cái đặc biệt đấy nhá. Nhưng mà tuy nhiên các bạn để đảm bảo ấy, chắc thắng 100% ấy, là các bạn vẫn nên dùng cái biện pháp là gì các bạn? Đó là đừng để địch vào đồn. Còn đây trong tình huống địch đã vào đồn rồi thì đây là một biện pháp cứu vãn tình thế và giảm tình trạng gia tăng dân số ở những cái vùng mà thuốc men không thể cung cấp tới được, ví dụ ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo thôi, để giảm tình trạng gia tăng dân số thôi, chứ còn nó không thể đảm bảo được 100% nhé các bạn nhé. Rồi các huyệt trên bàn tay, đây là một cái công bố rất là đặc biệt. Trước giờ chúng ta cứ nghĩ là huyệt ở trên mặt của diện trần, tại vì diện là khuôn mặt mà, nhưng không phải diện, đây còn là toàn bộ bề mặt da trên toàn thân nữa. Ở cuối cuốn sách thì còn giới thiệu các huyệt ở trên chân. Rồi đây là những cái dụng cụ rất là hay dùng các bạn nhé. Các dụng cụ này hàng chính hãng thì các bạn chú ý là cần phải mua ở những cái trung tâm do thầy Châu chỉ định thì các bạn mới có thể mua được những cái hàng chính hãng như thế này. Nếu không thì các bạn sẽ gặp rất nhiều là mua phải hàng nhái. À đây các bạn này, cái hàng chính hãng này, so sánh luôn cho các bạn, bao giờ cũng để tên là diện trần điều khiển liệu pháp Bù Cô Châu, còn đây là hàng nhái, để là Vina Massage TC. Còn hàng chính hãng bao giờ cũng có số điện thoại này, hàng nhái không có gì hết, hoặc là không có số điện thoại. Đó, các bạn phải chú ý. Và các bạn có thể đến chỗ trung tâm, địa chỉ là diện Trần Việt, số nhà 27 ngách 20 trên 15 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại hiển thị trên màn hình 0934128128 để các bạn có thể đặt sách và mua dụng cụ chính hãng nhé. Rồi, như vậy mình vừa giới thiệu xong các bạn cuốn sổ tay tự chữa bệnh thông thường. Đây là cuốn mà sổ tay rất là nhỏ gọn, chúng ta có thể mang theo bên mình ở trong các tình huống, ví dụ như cảm cúm, sốt hay cấp cứu, chúng ta hoàn toàn có thể mở cuốn sách này và chúng ta làm theo. Đây giống như những kinh nghiệm, những kỹ năng, giống kỹ năng sinh tồn giúp cho chúng ta tự bảo vệ mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.